trong cái việc chúng ta lập trình nó về về đường dẫn ấy, nó có hai loại. Loại thứ nhất là đường dẫn tuyệt đối, được chưa? Đường dẫn tuyệt đối. Như nào gọi là đường dẫn tuyệt đối? Thì chúng ta có để ở trong máy của chúng ta nó có ổ C, ổ D, ổ E không? Cái ổ D này đúng không? Xong rồi đến thư mục là ảnh này, xong thư mục là anime này, này. Xong thư mục là abcdz.jpg có không? Ví dụ chúng tôi tự ở trong ổ D tôi tạo thư mục ảnh, tôi tạo tiếp thư mục anime tạo. À, tôi copy một cái file ảnh ở đâu đấy về, tôi nhét vào đây, tôi để là xyz.jpg. Thì được đúng không? Cái chuyện này có thể xảy ra được. Đúng chưa? Thế tiếp theo là gì nữa? Đó, đó, ok. Thế các bạn ấy, các bạn lấy cái đường dẫn này ở đâu ra? Các bạn biết cái phần mềm quản lý thư mục của mình không? Đó là Windows. Ở đâu? Là File Explorer chứ nhỉ? Được rồi. Mở cái này. Windows Explorer. Windows Explorer tức là cái phần mềm để quản lý thư mục cái file của mình đấy, đúng không? Ví dụ chúng ta vào trong một cái thư mục nào đấy, ví dụ vào thư mục anime này chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là cái giao diện nó như thế này. Ở trên này nó có một cái đường dẫn đúng không? Xong ở bên này là danh sách các cái thư mục này, đúng không? Thì ở đây các bạn tích chuột lên đây, đi thử đi vào trong một thư mục bất kỳ, sau đó chúng ta tích chuột lên trên này, có thấy cái đường dẫn không? Đúng không? Đó, chúng ta hoàn toàn có thể chuột phải vào copy, có thấy không? Hoặc là chúng ta Ctrl C luôn được, thì nó sẽ ra cái đường dẫn đến đây đúng không? Ví dụ thế, đúng chưa? Còn cái ảnh chúng ta viết thẳng cái file là xong, được chưa? Thì tiếp theo với cái ảnh này, các bạn hoàn toàn có thể lê nguyên cái dòng này, cái dòng này, các bạn đặt vào trong cái RC, nó có hiển thị ảnh, các bạn thử mà coi, nó không có điều các bạn làm gì. Từ đấy copy một cái ảnh này, một bước một cái mục vào đấy. Sau đó chúng ta thử copy đường dẫn tiền ném vào trong IMG rồi. Đúng, bấm vào đây. Rồi, Ctrl C, đúng rồi. Đây vào trong này. Tao kẻ đi IMG là gì rồi. Cũng to đang làm. Ok, xuống, rồi sửa tiếp. Đi tiếp đây. Đấy, thì như là index để chỉ ngọn xếp vào chẳng ra không? Đấy, nó vẫn ra ảnh bình thường, đúng chưa? Đây gọi là đường dẫn tuyệt đối. Đường dẫn tuyệt đối là cái loại đường dẫn chọn trực tiếp từ gốc của cái ổ cứng nhé. Đây là ổ cứng, các bạn chia nó là cái ổ D, chia gốc cổ cực cho đến tận cái file cần hiển thị. Thì đây nó là cái đường dẫn tuyệt đối. Được chưa? Làm, được chưa? Nó đi không vậy? Nó đi ngoài như thế. Đứng bên trong đó. Thank you.
brother. Thank you.
chạy được đúng không? Với đường dẫn này chúng ta chạy được đúng không? Nhưng mà chúng ta lưu ý cho tôi một cái điều như này nhá. Đặc biệt là các bạn rất hay gặp ở bên Windows. Đó là cái tên thư mục á. Cái tên thư mục của chúng ta gặp cái lỗi này một là viết tiếng Việt. Viết tiếng Việt là viết tiếng Việt kiểu là có dấu á. Tức là ví dụ đặt tên thư mục là ổ D này, ổ D này, thiện thì viết luôn như này, tức là có dấu luôn nhá, đã có dấu rồi lại còn có cả dấu cách cơ, trần như này, ví dụ như này là có nhá, thì các bạn hạn chế cho mình cái việc và thực chất là cấm luôn đấy, cấm cái việc là đặt tên thư mục bằng tiếng Việt, được chưa? Đến cái dấu cách tôi đã cực kỳ hạn chế, các bạn thấy cái thư mục của tôi có hoặc là cái file của tôi có file nào chứa dấu cách không? Cái đó các bạn tìm lên luôn đấy. Không bao giờ có những cái chuyện đấy. Trong cái việc đặt tên thư mục, đặt tên file, chúng ta sẽ phải đặt theo quy chế như thế này, quy định như thế này. Các bạn cần phải nốt vào để mà nhớ nhé, không bao giờ được phạm vào. Không là sau này sẽ rất mệt. Như sau. Đó là một là chấp nhận. Chấp nhận đấy nhá. Chấp nhận số từ 0 đến 9. Được chưa? Tiếp theo, chấp nhận chữ thì từ A đến Z, từ A lớn đến Z lớn. Được chưa? Chấp nhận các ký tự đặc biệt thì chấp nhận những ký tự sau: dấu chấm này, dấu gạch ngang này và dấu gạch chân. Thì những cái ký tự này những cái ký tự này đó. Cái dây sạc của tôi không ngắn, xong tôi mới kê bàn xa. Thằng nào có chút như này thôi. Chấp nhận số từ 0 đến 9 này, chấp nhận các cái chữ cái, tất cả những chữ cái nhé, chấp nhận các ký tự đặc biệt thì chỉ có dấu chấm, dấu gạch ngang và dấu gạch chân thôi. Ngoài ra không chấp nhận bất kỳ cái gì nữa, kể cả dấu cách cũng không. Các bạn cực kỳ hạn chế tôi đặt tên là tên thư mục hay là tên file có dấu cách cũng như là có tiếng Việt, có dấu, được chưa? Cái điều này ấy, bạn ở dưới kia vừa rồi mới bị mang gì nhỉ? Mang Văn Huy đúng không? Đấy, bạn đặt tên thư mục là Hoàng Văn Huy. Xong rồi copy y xì kề cái đoạn này vào, pẹt vào, nó vẫn không hiển thị ảnh. Thế là chết, được chưa? Đấy, các bạn lưu ý cho tôi. Được chưa? Đấy là cái đầu tiên, cái loại đường dẫn đầu tiên là đường dẫn tuyệt đối. Thì nó là như thế này. Chúng ta gọi là đường dẫn tuyệt đối. Đường dẫn tuyệt đối thì chỉ đảm bảo cho chúng ta một việc duy nhất, đó là hiển thị được chính xác và chúng ta copy paste nó dễ. Được chưa? Tuy nhiên nó có một cái điểm rõ. Đó là bây giờ nếu mà Huy B nguyên toàn bộ cái project của Huy vứt lên máy tôi không chạy được. Tôi thề là các bạn luôn, tôi không chạy được. Bởi vì sao? Ở máy Huy nó có cái ổ D và thư mục trong ổ D nó có thư mục ảnh, đúng không? Nhưng mà ở trong máy của tôi chẳng hạn, đây, chết nhọc đây. Trong máy của tôi đây là thư mục gốc. Các bạn sẽ thấy nó không chia ổ, đúng không? Thế thì nào đâu cái ổ D, đúng không? Như máy bạn có ổ D không? Có thư mục ảnh không? Trong ổ D không có thư mục ảnh đúng không? Thế thì lấy đâu ra để hiển thị? Hiểu vấn đề chưa? Đó là với cái đường dẫn tuyệt đối này nó chỉ chạy trên một máy thôi, sang máy khác thì toi. Xong chưa? Cho nên là trong cái việc lập trình thì chúng ta cực kỳ hạn chế sử dụng cái loại đường dẫn này. Chẳng qua chỉ tôi chỉ giới thiệu để cho chúng ta biết là nó có cái loại đường dẫn này để chúng ta nhiều khi chúng ta đêm chúng ta test thôi. Được chưa? Đây là loại đường dẫn đầu tiên. Và đường dẫn thứ hai là đoạn đường dẫn là tương đối. Đường dẫn tương đối. Đường dẫn tương đối là chính là cái đoạn đường dẫn chúng ta đang dùng. Lúc đấy, lúc đầu tiên đường dẫn ấy, đường dẫn đấy gọi là đường dẫn tương đối. Thì đường dẫn tương đối là nó sẽ là tính
tính từ cái file được thực thi, tính từ cái file được thực thi, tất cả mọi thứ tính từ nó. Ví dụ như trong cái tập này các bạn sẽ thấy này, cái file mà hiển thị ở trên cái đường dẫn ở trên cái URL ấy, cái file nào, cái tên file nào thì file đấy gọi là cái file được thực thi. Được chưa? Tất cả các thư mục, tất cả các file tính vào trong này thì phải tính từ nó. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta có cái các cái ví dụ như sau. Ví dụ chấm sườn như này. Được chưa? Chấm sườn như này là chọn như vậy. Đang chém. Rồi, ví dụ chấm sườn này là chọn đến cái thư mục chứa file đang được ghi. Được chưa? Ví dụ hiện tại file đang thực thi của tôi là file index.html đúng không? Tôi thực hiện cái trò là chấm sửa một cái, nó sẽ trỏ đến cái thư mục là lesson 3. Bởi các bạn nhìn thấy lesson 3 index.html chứa trong được nằm trong cái thư mục là lesson 3, thằng nào đã đạp chân vào ổ điện rồi. Được chưa? Đúng không? Đó. Nhưng mà cái này là chắc chắn là cái ông ấy. Đúng không? Một bạn ngồi bên này để cho bạn trong bạn ngồi ra ngoài để nó đỡ đạp vào đấy. Đây là nó có cái dây đây này, dây nó đi lên đấy, bạn cứ động chạm vào đấy rồi nó lại đập, nó lại sập. Đó, cứ mỗi lần dùng bàn là lại tịt. Thì cái đường dẫn tương đối của chúng ta ấy, thì cái chấm sửa này là dùng an toàn nhất, là trỏ đến cái thư mục đang chứa cái file đang được thực thi. Được chưa? Tiếp theo, nếu trong trường hợp vừa rồi các bạn thấy là tôi không biết cái này nó chạy, đúng không? Bởi vì hai thằng này nó bằng level nhau. Được chưa? Bằng level nhau chúng ta chỉ được trỏ thẳng cái mức thường, nhưng mà hạn chế bởi vì sau này sẽ có vấn đề, đó là nếu mà chúng ta lên web thật ấy thì nó sẽ có phát sinh rất nhiều vấn đề khác nhau, cho nên chúng ta tốt nhất là cũng cho cái chấm sửa này là cho an toàn. Được chưa? Còn một vấn đề nữa, đó là một ví dụ nữa. Và nếu trong trường hợp tôi muốn hiển thị cái ảnh nó nằm ở trong cái thư mục lesson 1 này làm nào? Ví dụ tôi múc cái ảnh chó 4 này. Trong trường hợp tôi muốn chuyển cái ảnh chó 4 này, đây, tôi muốn hiển thị cái ảnh này, đây nhá, index này tôi sẽ sửa thành ảnh chó 3 này. Thấy chưa? Ảnh chó 3 là con đen gì này, ảnh chó 4 là con vàng này. Được chưa? Bây giờ tôi hiện tại nó đang hiển thị ảnh con chó đen. Đây. Bây giờ tôi muốn nó hiển thị ảnh con chó vàng. Nhưng mà con chó vàng lại nằm ở trong cái thư mục lesson 1. Mà lesson 1 lại ngang hàng với lesson 3. Đúng không? Tức là cái thằng lesson 1 này nó chẳng có tí nào chung đụng với cái thằng index này cả. Làm sao để nó hiển thị nó? Có cách nào không? Làm nào? Đó là chúng ta phải làm sao? Từ thằng lesson 3, tức là index này nằm trong lesson 3 đúng không? Thì chúng ta phải lui ra ngoài khỏi lesson 3 một cấp. Bố của thằng lesson 3 là thằng nào? K32B1 đúng không? Từ K32B1 nó trỏ được vào trong lesson 1 không? Có đúng không? Tức là đến đây là chúng ta đã thấy liên kết này. Đúng không? Từ index chúng ta chỉ cần lui ra ngoài một thư mục nữa. Sau đó chúng ta tiếp tục tiến vào trong lesson 1, tiến tiếp đến limit, tiến tiếp đến cạnh. Được không? Như vậy thì cái việc lùi ở đây chúng ta gặp vấn đề là làm sao để lùi ra ngoài một thư mục. Đúng không? Thì chúng ta sẽ là sử dụng là chấm chấm sửa. Đây là lùi ra ngoài. Lùi ra một level. Lùi ra ngoài một cấp ấy. So với thư mục chứa file thực thi chấm chấm sửa. Được chưa? Tôi thử cho bạn coi. Ở đây src tôi sẽ bằng là chấm chấm sược này, xong đến là lesson 1 đúng không? Lesson 1 sược image sược ảnh chó 4. Được chưa? Tôi xếp xuống vào tôi.
được chưa? Đấy, đấy nó là cái đường dẫn tương đối. Thì nếu mà chúng ta muốn lùi ra ngoài hai cấp thì làm nào? Thêm hai cái chấm chấm nữa vào đây. Sai. Này cái đúng. Đây, hai dấu chấm. Hai dấu chấm xong cái sửa. Một, hai, sửa xong rồi. Một, hai, sửa. Đây là lùi ra hai cấp. Được chưa? Nhưng cái quan trọng là chúng ta phải xác định được cái file nào là cái file đang thực thi. Chúng ta phải làm như thế này. Đấy, logic là như thế này. Logic là chẳng qua chúng ta tìm là cái lối đi nó phù hợp. Nó chẳng có gì khó. Được chưa? Xong chưa? Đấy là cái đầu tiên là về ảnh. Cái ảnh này thì chúng ta sẽ thấy là nó to hay nhỏ thì nó phụ thuộc vào cái cỡ gốc của ảnh, đúng không? Cái phần đường dẫn này còn ai hỏi gì không? Hết rồi đấy. Đường dẫn tương đối, đường dẫn tuyệt đối nó chỉ có vậy thôi. Được chưa? Tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn chúng ta chỉnh sửa kích cỡ ảnh. Thì ví dụ trong trường hợp chúng ta muốn cái ảnh nó vuông. Vuông ấy. Thì bây giờ chúng ta làm sao để tạo một hình vuông? Chiều cao và chiều rộng nó bằng nhau là xong, đúng không? Thì chúng ta sẽ có thuộc tính là width. Width ví dụ bằng 200 pixel chẳng hạn. Và height cũng bằng 200 pixel, thế là xong. Đúng nhá? Thì tự nhiên là cái hình nó sẽ vuông. Bây giờ nhưng mà các bạn thấy cái ảnh nó làm sao? Đúng rồi, nó bị vỡ. Nó hay nói đúng ra là ảnh nó bị méo. Đúng chưa? Thì đây, cái thứ nhất chúng ta học đó là chúng ta có thể chỉnh được cái chiều cao và chiều rộng của cái ảnh. Một cái đã. Bây giờ, tuy nhiên nếu mà chúng ta chỉnh thì nó sẽ gặp một vấn đề. Đó là cái ảnh này nó bị méo, bởi vì thường ít có cái ảnh nào nó vuông lắm. Hiếm lắm. Đúng không? Mỗi ảnh kể cả chúng ta chụp bằng điện thoại cũng vậy. Tôi đố chúng ta chụp được cái ảnh nào nó vuông. Đúng không? Một là hình chữ nhật nằm ngang, hai là hình chữ nhật xoay dọc. Đúng không? Chứ chẳng có cái ảnh nó vuông được cả. Chuẩn chưa? Do đó chúng ta khi mà resize ảnh, cái chuyện này tức là chúng ta đang làm cái việc là resize, tức là làm, tức là set up lại cái kích cỡ của cái ảnh để hiển thị cho nó đẹp ấy, theo ý của chúng ta ấy, được chưa? Thì chúng ta chỉ resize theo một chiều thôi. Ví dụ resize theo chiều ngang thì chỉ để width thôi. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây width nó đúng bằng 200 pixel, nhưng mà ảnh nó sẽ không bị vỡ nữa, nó vẫn giữ đúng tỷ lệ gốc của nó. Được chưa? Cho nên cái việc chúng ta resize ảnh thì chúng ta không bao giờ resize theo cả hai phía là width và height, mà chúng ta chỉ resize theo width hoặc height thôi. Được chưa? Chứ không nó sẽ dẫn đến cái tình trạng bị vỡ ảnh. Đừng có ngu làm thế. Được chưa? Đây này, ví dụ như con báo tôi đang làm vntime.app. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy. Thực chất là cái ảnh này nó không vuông. Đúng không? Đây tôi cho các bạn coi. Tôi copy đường dẫn cái ảnh này. Rồi. Bạn chờ chút. Tôi copy cái đường dẫn cái ảnh này. Đây, cái ảnh này nó không vuông. Đúng chưa? Nhưng mà chúng tôi cố ép nó trở thành vuông. Nó thành như này. Được chưa? Nhưng mà các bạn sẽ thấy đó là chẳng qua là chúng tôi chỉ lấy một đoạn thôi. Lấy một đoạn trong bức ảnh thôi để cho nó thành hình vuông thôi. Còn thực, tức là lấy cái đoạn này. Đây, từ đây sang đây. Đúng chưa? Còn cái phần còn lại chúng tôi cắt nó đi. Được chưa? Chứ không bao giờ được phép là để ảnh nó làm sao? Nó bị vỡ được. Như vậy là chết. Được chưa? Các bạn lưu ý nhá. Đấy là cái sau khi các bạn sau này đi làm thực tế nó sẽ như vậy. Còn cái việc làm sao để cắt nó đi thì tôi sẽ hướng dẫn sau ở trong cái giai đoạn chúng ta làm CSS. Thì học CSS thì chúng sẽ hướng dẫn cái phần đấy sau. Hiện tại là chúng ta chỉ nhớ thôi một cái điều, đó là khi mà thực hiện resize ảnh thì không bao giờ được phép là set cả width lẫn height. Được chưa? Nó sẽ bị dẫn đến cái tình trạng bị vỡ. Chào các bạn chờ đi.
Bây giờ đấy là cái thuộc cái thẻ tiếp theo của chúng ta là thẻ IMG. Ngoài ra chúng ta còn một thẻ nữa. Trong phần media này, chúng ta có thẻ là thẻ audio. Thẻ audio là thẻ chơi nhạc ở trên cái nền web. Được chưa? Thì chúng ta có luôn cái thẻ audio này. Trong thẻ audio nó sẽ có cái thẻ con là thẻ sược. Thẻ sược này thì nó lại giống như là cái thẻ IMG thôi. Đây là nguồn. Thì chúng ta sẽ có SRC. Thì chúng ta ở đây tôi tạm thời tôi đã có một cái bài hát tên là Đẹp Nhất Là Em đây rồi. Tôi sẽ copy nó, tôi ném vào trong thẻ sược này. SRC thì bao gồm là từ chấm sược này. Đường dẫn là gì nhỉ? Làm sao để nhét cái bài Đẹp Nhất Là Em này vào trong cái sược này? Chấm sược đến gì? Public Lesson 3 nào? Ở index này thì nó đang ở lesson 3 rồi còn gì? Nhớ public sược gì? Asset sược audio sược Đẹp Nhất Là Em, đúng không? Tiếp theo là audio sược MPEG. MPEG đây là cái đuôi dạng về audio. MP3 thì nó thuộc về dạng này. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ setup thêm ở đây một cái, các bạn là cứ làm cho tôi đấy nhá. Control như này. Control. Chúng ta đi copy một cái bài MP3 chúng ta ném vào trong này cho tôi. Xong rồi làm giống tôi. Có biết copy file MP3 ở đâu không vậy? Nhanh, phải chưa? Tôi cho các bạn 2 phút. Chưa có thì đi copy về.
Được chưa? Không chưa. Còn ai có vấn đề chưa tải được file không? Chưa tải được MP3 không? Em chưa biết tải không được ạ? Ờ, rồi. Cắm trên mạng vào. File audio, file video làm tải được. Làm tải được. Bung cái này ra làm cái gì? Phải bung một chút cái bộ này ra thì làm nổi đi. Cái dấu cái gì mà làm sao mà làm thành làm được. Được chưa? Tiếp tục thì ở trong cái phần sược này các bạn dẫn đến cái file chúng ta vừa mới tải về cho tôi. Và có type bằng audio MPEG. Được chưa? Kết quả nó sẽ như thế này. Đây, nó sẽ ra cái này. Được chưa? Đó. Chúng ta có thể chỉnh âm lượng. Có hát thử cái đi ngay. Wow. Cái này tùy trình duyệt nha. Thường thường là cái này này. Cái phần các bạn thấy là cái IMG ấy của các bạn là nó chỉ có một thẻ thôi đúng không? Nó không có con đúng không? Nhưng mà thằng audio thì các bạn thấy nó kỳ dị không? Nó lại có con ở trong. Tại sao lại thế? Vấn đề là như này này. Bởi vì người ta có nguyên nhân hết chứ không phải là tự nhiên mà người ta viết ra một cái thẻ audio mà nó lại có sược ở trong cái này đâu. Bởi vì vấn đề như sau, mỗi một cái trình duyệt của chúng ta nó sẽ có những cái nhược điểm riêng của nó. Ví dụ như là có những cái trình duyệt nó hỗ trợ nó đọc được file MP3 nó chạy được, nhưng mà có những cái trình duyệt nó lại đọc nó không đọc được MP3 nhưng nó đọc được WAV được chưa? Hoặc là có những cái file nó audio nhưng nó lại chơi được cả file MP4. Thì cái đấy tùy từng trình duyệt thôi. Do đó người ta chuẩn bị trước cho chúng ta. Đây là do cái người nào cốt lắm tình vào đời, người ta chuẩn bị trước cho chúng ta là những cái định dạng. Có nghĩa là trong phần sửa này các bạn được có thể biết được rất là nhiều các cái nguồn khác nhau. Ví dụ như ở đây là đẹp nhất là em.mp3. Sau đó lại có thêm một cái sửa nữa là đẹp nhất là em.org, đẹp nhất là em.mp4 chẳng hạn. Thì cái trình duyệt của chúng ta ấy, nó sẽ tự động nó lựa chọn nó đọc được cái định dạng nào thì nó chạy cái nguồn đấy. Bây giờ và chúng ta phải quy định cái nguồn, cái đuôi file nó ở đấy. Được chưa? Đấy là do trình duyệt thôi. Ví dụ có thể thằng Chrome của nó thông minh, nó code nó mới rồi, nó thông minh rồi. Thì nó cứ tìm ở đây, lựa chọn trong đấy có bao nhiêu loại nó đọc trước. Nó đọc một MP3, đọc nguồn 0.2. Nhưng mà có những cái trình duyệt khác như Opera chẳng hạn, thì nó không đọc được MP3 chẳng hạn, thì nó phải tìm đến cái file mà nó đọc được để nó hiển nó chạy cái nội dung. Được chưa? Đấy là nguyên nhân vì sao mà cái thằng audio này, cái thằng video nó có rất là nhiều sửa ở trong. Mà thằng ảnh thì nó lại không có như vậy. Được chưa? Đấy là nguyên nhân vì sao người ta làm. Được chưa? Đấy, các bạn thử làm nó chạy cho video audio thì xem nhanh. Bạn nào làm xong audio rồi thì copy một cái file video về vứt bảng để cho chạy đi. Nhanh phải chưa? Là để cho chúng ta kết thúc sớm cái các thẻ media này đi. Thank you.
Đấy là mình nhét một cái đoạn đẹp nhất là em vào bọn YouTube nó claim luôn. Giờ vi phạm bản quyền nội dung luôn. Khiếp thật. Càng lại. Nice, nice,
Xong chưa? Video thì cũng như thế nha. Tí nữa tôi sẽ giải thích thêm một vài, còn một vài cái control với các thứ nữa, tí nữa tôi giải thích tiếp. Video này. Đây, video. Thì tôi có sẵn một cái video ở đây rồi. Public asset video. Tên file là movie.mp4. Đây là video MP4. Rồi chúng ta chạy. Đây, video này. Ủa, sao không có gì chạy? À, thiếu cái control. Rồi đây. Được chưa? Tất nhiên là với những cái thằng này chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa là width của nó hay height của nó như bình thường. Ví dụ tôi để đây là 500 pixel, các bạn thấy không, bây giờ vẫn có thể chỉnh độ rộng chiều cao của nó như bình thường và cách chỉnh nó giống y như là thằng ảnh, không khác gì cả. Được chưa? Đó. Ngoài ra các bạn sẽ thấy ở trong này nó có cái control này, đúng không, đúng nhá. Ví dụ tôi bỏ cái control này đi, các bạn sẽ thấy là nó không thể nào chạy nổi, nó chỉ có mỗi cái hình đấy thôi. Thế bây giờ nếu tôi cho control vào
sẽ thấy cái này đúng không? Cái này và cái ô này, ô âm thanh, ô full màn hình này, đúng chưa? Control từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt là gì? Điều khiển. Nó là cái khung điều khiển của chúng ta, được chưa? Bên audio cũng vậy, được chưa? Ngoài ra chúng ta có thể là bạn kia bỏ tai nghe ra, bỏ hẳn ra ngoài. Tiếp theo nữa là chúng ta có cái thằng auto play như thế này, được chưa? Auto play là tự động chạy, thì chúng ta thử nhá, không chạy luôn. Auto play đáng lẽ nó phải tự động chạy chứ nhỉ? À? Như bình thường là nó phải tự động, nó khi mà vào cái là nó chạy luôn rồi đấy, nó không phải chờ chúng ta bấm như này nữa đâu. Tôi không nhớ cái từ khóa của nó là cái gì, cái thuộc tính của nó là cái gì. Hả? Còn một đây à? Không được. Không được. Ok, được rồi, để tôi check lại cái lỗi của autoplay thì sau nhá. Nhưng mà nếu tùy từng trình duyệt đấy, tùy trình duyệt đấy, chứ còn không phải là máy nào cũng thế đâu. Cái autoplay này là cái thuộc tính giúp cho chúng ta là tự động chạy video hoặc là tự động chạy audio khi mà nó được tải về, được chưa? Còn cái thuộc tính loop này, được chưa? Loop các bạn nhìn có quen không? Quen ở đâu? Nhìn ở đâu? Cái loop này các bạn sẽ ngay tưởng tượng ngay đến, nó có ở Việt Nam nó có một cái từ là từ lốp, lốp xe ấy. Có thấy nó hình tròn không? Thì cái từ lốp là cái từ đi mượn. Thì ở tiếng Anh hay tiếng Pháp ấy, cái vòng tròn, cái vòng lặn nó cũng tên là loop. Được chưa? Người ta gọi là loop, thì đây ở trong cái video này chúng ta cũng có thể dùng được, audio cũng có thể dùng được. Thế dùng để làm gì? Thì đây các bạn xem này. Tôi kéo đến cuối, nó tự động chạy lại từ đầu. Thấy không? Đây. Nó cứ chạy đi chạy lại như vậy, đúng chưa? Đó, đấy là cái tác dụng của thằng loop này, được chưa? Đấy là một vài cái thuộc tính nằm trong cái thuộc, nằm trong các thẻ là audio, video, như thế nhỉ? Đó, thì chúng ta cần phải lưu ý. Đấy là kết thúc về cái loại thẻ tiếp theo của chúng ta, là loại thẻ về media, là loại thẻ thứ mấy nhỉ? Thứ tư. Text, danh sách, media là loại thẻ thứ 3, đúng không? Loại thẻ thứ 3 rồi. Tiếp theo chúng ta xong đi, các bạn check lại đi xem còn có vấn đề gì cần hỏi không thì hỏi luôn. Sau đó chúng ta sẽ đến với loại thẻ thứ 4 và loại thẻ thứ 5. Rất là nhanh thôi, nhưng cái này thì rất là nhanh. Ơi. Quýt. Đây. Quýt đây. Gì đấy? Đứa nào ấy? Tại sao trên trần đời này có thằng vô duyên đến mức vậy? Rất kỳ dị. Sao? Có vấn đề thì gọi luôn chứ. Được.
ơn Chúa. Sau nữa thì tôi sẽ dạy chúng ta về JavaScript. Còn phần CSS thì tôi sẽ để thầy dạy chính của các bạn dạy sau. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn về những cái ban đầu với lại những cái logic đó, những cái logic về cơ bản đó. Còn CSS thì sẽ thầy dạy PHP, các bạn sẽ dạy các bạn về phần đấy. Tốt nhỉ. Tiếp. Chúng ta sẽ sang loại thẻ tiếp theo là loại thẻ table, là loại thẻ đánh bảng biểu, giống như trong Excel của chúng ta nó có cái loại như thế này đúng không? Nó từ từ là cái hình chữ nhật, xong rồi có các dòng, rồi trong mỗi dòng thì nó sẽ có các trong cái bảng nó sẽ có các cột đúng không? Như này đúng không? Thì với HTML chúng ta cũng có thể làm được cái việc này, chia bảng như vậy, và cái tính ứng dụng của bảng cực kỳ cao, hầu như là trong tất cả các dự án từ trước đến giờ tôi làm là chưa có một dự án nào không có thằng này, đặc biệt trong phần quản trị kiểm soát những cái vấn đề về danh sách thì hầu hết người ta sẽ sử dụng bảng để hiển thị ra ngoài, được chưa? Thì cái thẻ bảng đấy trong các cái đây thì tôi sẽ hướng demo chúng ta new file này table.html đây, thì với để vẽ bảng nhé, để vẽ bảng thì chúng ta sẽ có là thẻ table. Được chưa? Các bạn vẽ table tab ra một cái. Thẻ table lại là thẻ đóng, thẻ mở. Được chưa? Table. Được chưa? Để tạo cái khung bên ngoài ấy, để quy định những cái thằng ở nằm trong nó thuộc về loại bảng. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ cái này trước này. Trong mỗi bảng nhá, ở trong HTML ấy, để vẽ được bảng ấy thì chúng ta phải vẽ từng dòng một, được chưa? Từng dòng một, sau đó chúng ta sẽ chia từng ô thuộc về cái dòng đấy một, được chưa? Bao dòng có bao nhiêu ô thì là bao nhiêu thẻ ở trong cái thẻ dòng. Thì bây giờ để quy định một dòng đấy nhá, để quy định một dòng, đây là quy định dòng, thì chúng ta có thẻ là thẻ tr, là viết tắt của table row. Table row thì là thẻ tr. Được chưa? Đây là quy định là một dòng. Ngoài ra các bạn thêm cho tôi ở đây một cái border bằng một nữa. Tức là cái quy định là trong các cái phần tử nằm trong bảng nó có những cái đường viền để chúng ta nhìn nó mới dễ. Thì nếu không mà không nhìn thấy đâu. Được chưa? TR. Tiếp theo trong TR có bao nhiêu ô con ấy, cái ô con nằm trong ấy thì chúng ta có bằng đấy thẻ TD. TD ví dụ đây là ô thứ nhất. Tiếp theo là ô thứ hai, ô thứ ba, ô thứ tư, ví dụ thế. Bây giờ đây là viết xong một dòng, là cái dòng đầu tiên ở trên đường thôi.
Được chưa nhỉ? Xếp xuống nha. Xong chưa? Không thì thằng nào trả lời mình luôn. Rồi cứ làm đi. Xong nhá. Rồi mình sẽ tiến hành là chạy cái file đấy. Thế nó ra dòng đầu tiên nhá. Dòng đầu tiên luôn là ô thứ nhất, ô thứ hai, ô thứ ba, ô thứ tư. Trong trường hợp chúng ta muốn lại có thêm một dòng nữa thì chúng ta lại thoát ra khỏi cái TR này. Chúng ta sinh ra cái thẻ TR thứ hai. Được chưa? Thì chúng ta muốn ở trong này có bao nhiêu ô con nằm trong thì lại như vậy. Ô thứ 2.1 này, ô thứ 2.2, 2.3, 2.4. Được chưa? Muốn có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột thì cốt ra bằng đấy cái TR, bằng đấy cái TD theo chúng ta mong muốn. Được chưa? Có hiểu không? Rồi bây giờ các bạn viết cho tôi cái bảng gồm 1 2 3 4 cột, 1 2 3 4 5. 5 hàng, 4 cột. Tạo tôi cái bảng 5 hàng 4 cột. Gì? Tìm một cắm á. Sang bàn bên kia mà ngồi. Xong chưa? Năm hàng, năm hàng bốn cột. Xong chưa? Hả? Nhiều hơn thì cứ thêm TDTR vào. Thật? Cái gì? Nhiều hơn chẳng sao à? Để biết mà nắm, để nắm được cái TR TD nó sẽ như thế nào thôi. Chứ có gì đâu.
Được chưa? Đấy. Thế nếu mà tôi có thêm một cái hàng thứ ba, bạn xem nhá. Nếu hàng thứ ba của tôi mà nó đây, hàng thứ ba của tôi trong trường hợp mà nó có 5 cell rồi sao? Thì nó sẽ như trông cái bảng nó sẽ như nào? Nó tòi ra ngoài thêm một ô nữa. Đúng chưa? Và hai thằng trên nó cũng sẽ phải tự động nó. Nó sao? Nó thiếu làm sao nó tòi ra được? Có biết đâu mà nó lọt tòi ra được. Nó thiếu một ô đúng không? Kể cả bọn ở dưới cũng vậy, nếu mà tôi duplicate thằng này lên. Duplicate thằng này lên. Đây, thằng ở dưới nó cũng sẽ bị hụt mất ô. Đúng chưa? Hay là thằng này tôi cắt bớt một ô đi thì nó sẽ tự động nó thụt vào trong một ô so với những cái thằng khác. Được chưa? Cho nên bảng này của chúng ta số hàng thì dễ rồi, còn số cột bao nhiêu ấy thì đấy do quyền của chúng ta. Được chưa? Tự chủ động set cái số cột, tức là số cell ở trong từng hàng một thì nó sẽ được bảng của chúng ta đúng hình chữ nhật. Được chưa? Đó. Hả? Rồi, từ. Xong chưa? Có ai thắc mắc gì về TRTD table không? Tiếp theo, ở trong Excel ấy, các bạn sẽ thấy nó có cái trò này. Mert cell. Mert hai ô với nhau. Như này đúng không? Thì ở trong bảng của chúng ta cũng có cái trò này. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng cái thuộc tính nào, nói chung vào đây. Sử dụng thuộc tính là Mert hai cell theo hàng ngang đúng không? Dạ. Mà hàng ngang thì các bạn thấy đây là một cột này. Đây là một cột này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái thuộc tính đó là col span. Col là cột, column cột, span là mở rộng. Được chưa? Mở rộng cột bằng một cột bằng x. X ở đây có thể là bằng 2 3 4 5 100 tùy. Thì nó sẽ là mở rộng một cột bằng bao nhiêu diện tích của các cột khác. Thì chúng ta sẽ ở đây, ví dụ như ở trong cái ô thứ ba này các bạn sẽ đang thấy là nó đang bị hụt một ô đúng không? Tôi sẽ để cái ô đầu tiên này sẽ là cone span bằng 2. Đây. Thấy không? Một mình nó bằng hai cột khác, cho nên là nó sẽ lấp kín được cái bảng này. Xong chưa? Thuộc tính cone span. Được chưa? Xong cone span, nếu mà tôi muốn mở rộng một ô này bằng 3 ô khác thì làm sao? Sửa cái này bằng 3. Thế là xong. Được chưa? Nếu mà 3 thật để nó không lòi ra ngoài thì chúng ta làm sao? Xóa bớt một ô đi. Đơn giản như đan rổ, chẳng có gì. Được chưa? Đó. Tiếp theo, xong cái cone span này chưa? Tiếp nha. Trong thằng Excel lại có cái trò này. Có. Đây là một theo chiều làm sao? Dọc. Đúng nhỉ? Mà mỗi một cái này chúng ta gọi là một cái gì? Đây là một cái này. Một hàng đúng không? Thì đây là làm sao? Hàng là row, mở rộng thì là row span. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái ô đầu tiên này. Cái TD đầu tiên là chúng ta sẽ có row span bằng 2 chẳng hạn. Đấy là row span bằng 2. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ
thấy gì? Thấy cái ô này không? Nó mở rộng ra đúng không? Nhưng mà thằng này tự nhiên nó bị thòi ra một cái. Thấy không? Nó bị thòi ra một thẻ TD. Thế bây giờ giải quyết làm sao để cho nó cân bằng, nó vuông? Xóa ở hàng nào? Ở hàng 2. Đây. Cắt đi. Được chưa? Đó. Hiểu row span, col span chưa? Con nào thắc mắc gì không? Thậm chí là row span và col span đều nằm trong cùng một TD được. Chẳng sao hết. Được chưa? Thực hành nhá, thực hành tí nhá. Các bạn vẽ cho tôi cái bảng này. Xóa cái này. Cái đằng C có phải là vừa cone span vừa row span không? Đúng chưa?
Xong chưa? Xong chưa? Ôi lâu thế. Làm cái gì mà lâu thế? Nhìn này. Cái này có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột? 4 hàng. 4 hàng, 6 cột đúng không? Nhá. Hai. Ba. Bốn. Rồi. Ừ, thiếu border. Đúng 4 hàng 6 cột chưa? Tiếp nhá. Bây giờ đến hàng thứ 3 A, B, C này thì rõ rồi, A, B rõ rồi nhá. Đằng C thì nó có full span bao nhiêu? Cone span 2, grow span 2 đúng không? 1, 2, 3. Không nhờ? Đến lúc này đã có cone span thì một cột của nó phải bay đi đúng không? Đúng nhá. Một cột của nó phải bay đi. Bay cái này đi. Tiếp theo sang thằng D kia thì nó lại sao? Lại cone span 2 nữa. Đúng chưa? Đây một mình thằng D bằng 2 ô kìa. Thì thằng D này lại là cone span 2 nữa. Bay thằng này đi luôn. Sao? Đúng chưa? Thế vậy ở dưới để vuông thì ở dưới nó phải là sao? Bỏ đi 2 ô. Đây các bạn thấy này. Nó loại 2 ô ở hàng thứ 2 kìa. Có đúng là ở dưới phải bỏ đi 2 ô không? Đúng chưa? Đây quăng đi. Ở dưới hàng 2 này. 1, 2. Chuẩn chưa? Đúng không ạ? Đúng chưa? Bây giờ đấy là xong hàng thứ nhất.
Bây giờ mình xử đến hàng thứ hai này. Hàng thứ hai thì có cái ô đầu tiên. Làm sao? Ô đầu tiên là làm sao sử dụng cái gì? Goal span. Đây. Goal span bằng 2. Goal span đã bằng 2 thì tất nhiên là nó phải bay vẫn thẳng đúng không? Thì chúng ta xóa thằng cuối đi. Chuẩn chưa? Đúng không? Không nha. Tiếp theo là thằng này là dòng hàng thứ mấy? Thằng Y này là hàng thứ mấy? Hàng thứ ba đúng không? Hàng thứ ba là chúng ta dùng cái gì? Dùng cái gì? Row span bằng mấy? 2. Đây thì ở dưới nó lòi ra một thằng thì ở đây chúng ta sẽ xóa đi một thằng. Xong chưa? Bây giờ tôi điền số lại là đúng chưa? A, B, C. Đây là A này. Đây là B này. Đây là C này. Đúng chưa? Đây là D này. Đúng chưa? Xong dưới là E này. E này. Xong rồi bên này là G này. G này. Đây là H này. Và thằng này là I đúng không? Có đúng không? Chuẩn chưa? Phân tích nó ra. Làm cứ làm bảng vuông đi đã, xong rồi bắt đầu là check từng dòng một. Thế là được, có gì đâu. Quan check lại xem có đúng không? Nếu đúng rồi thì làm của mình đi. Lập ra. Được chưa nhỉ? Đấy là TR, TD, Cool Span, Roll Span. Bây giờ tôi thử thêm một cái thẻ này chúng ta xem nó có khác gì so với thẻ bình thường nhá. Nào lên nhìn lên đây, thẻ tiếp theo này. Ví dụ thằng C này tôi sửa cái thẻ TD, hiện tại các bạn thấy nó là thẻ TD đúng không? Đúng không? Tôi sửa nó thành thẻ TH. TH nha, thẻ là thẻ TH nha. Thấy có gì khác? Tô đậm và căn giữa. Được chưa? Thì chúng ta có đến thẻ tiếp theo là thẻ TH. Thì thẻ TH nó như này. Thẻ TH là Table Heading. Là nó để quy định ra là tiêu đề của bảng ấy. Được chưa? Thì đặc điểm của thẻ TH là nó giống như TD. Được chưa? Nó thay cho vị trí của TD. Tuy nhiên đặc điểm hiển thị của nó khác, đó là TH nó sẽ làm cho chữ viết ở trong được căn giữa và in đậm. Được chưa? Đấy là cái TD à, TH. Xong chưa? Có bạn nào thắc mắc gì không? Rồi, tiếp theo các bạn sẽ thấy này. Còn cái nữa, tôi sẽ comment tạm từ comment cái đống ở trên này vào.
đây, ở đây tôi còn một bảng thôi. Chúng ta sẽ thấy là ở đây của chúng ta ấy, đúng không? Thấy ở đây không? Là cái nào viết trước thì hiển thị trước, cái nào viết sau hiển thị sau, đúng không? Đúng không? Thế nếu mà tôi bây giờ tôi bê cái thằng này, ví dụ tôi sẽ bỏ cái row span của nó đi nhá. Đây, row span này. Đấy, đi. Để cho nó bằng nhau đi đã. Thế nếu mà tôi bê thằng này, tôi muốn hiển thị cái thằng này ở dưới chân, hoặc tôi viết thằng này ở, trong trường hợp tôi bê thằng này, tôi đặt xuống dưới cùng này, tôi bẹt đây, thì nó xuống dưới cùng, đúng không? Liệu có thể nào tôi bê cái thằng này, tôi viết ở dưới cùng nhưng nó hiển thị trên đầu không? Thử nhá. Tôi sẽ nhét cái này vào trong thẻ TH. Được chưa các bạn? Công nhận của tôi là ABC nó ở dưới chân nhá. Đúng chưa? Đúng chưa? Tôi reload này. Thấy nó lên đầu không? Thấy không? Và thằng này đang ở trên đầu. Thằng EGHXY này, đúng không? Tôi cho xuống cuối này, T-Food. Tôi cho xuống cuối này. Thấy không? Được chưa? Thế vì sao lại thế? Đó là ở trong cái thằng table này, tôi xóa ngay đi nhá. Trong cái thằng table này nó có quy định là 3 x 3 loại thẻ nữa. 3 loại thẻ này nó chỉ liên quan đến sự là sắp xếp các cái dòng nó như thế nào cho hợp lý thôi, chứ nó không liên quan gì đến việc là bôi đậm hay là căn giữa gì cả. Thì chúng ta trong bảng nó sẽ có thằng là th t body và t food. Được chưa? ba thẻ này thì cái thằng này nó sẽ quy định nó giống như cái trong một bài văn vậy, là trong một bài văn sẽ có mở bài thêm bài cái bảng. Có bao giờ viết bài là lên đầu không? Đó thì ở đây chúng ta có cái thẻ TH, thì những cái thẻ, những cái dòng nào nằm trong TH ấy, thì luôn luôn được ưu tiên là khi mà trình duyệt nó đọc HTML ấy, thì nó sẽ ưu tiên là TH là hiển thị trên đầu của bảng, sau đó đến T body và T foot, bất kỳ ông viết nó ở đâu nó vẫn xuống dưới chân. Được chưa? Thế là về ba thằng cái thẻ TH, T body và T foot này. Thì riêng cái thằng TH và T foot thì chúng ta phải viết vào, còn T body á, trong trường hợp chúng ta không viết T body thì trình duyệt nó tự động sinh ra thẻ T body bao gồm tất cả những cái dòng mà nó không thuộc về TH và T foot. Được chưa? Đây thì các bạn sẽ thấy ở trong code của tôi không hề có cái nào gọi là T foot cả, T body cả, đúng không? Chỉ có TH và T foot thôi, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà khi lên trình duyệt con sẽ thấy là nó sẽ chủ động, đây, nó sẽ chủ động tự sinh ra cho tôi một cái T body. Đúng chưa? Tự sinh ra cho tôi thẻ T body. Các bạn thấy này, T foot này, T foot trên HTML vẫn được viết ở trên đầu, nhưng mà khi hiển thị thì sao? Đây cái vùng bôi đen là cái vùng thể hiện cho cái thằng T foot đấy, ở vùng bôi màu xanh ấy, các bạn thấy không? Thì nó luôn luôn được nhét xuống dưới, thằng TH thì viết dưới nhưng mà lên đầu. Được chưa? Đó. Thì đấy nó là toàn bộ những cái gì về table, về loại thẻ table, bao gồm thẻ table này, thẻ TR, TD, TH, T foot, TH, T body và gì nữa? Cone span, row span. Được chưa nhỉ? Thì về cái tính ứng dụng của nó thì ứng dụng cực kỳ cao luôn. Ví dụ tôi vào một cái website vừa mới làm xong. Đây con này vừa làm xong hôm qua. Đang test. Đặc biệt cái bảng này, cái dạng bảng biểu này nó sẽ xuất hiện rất là nhiều ở trong phần quản trị. Ví dụ như ở đây có thể là sử dụng bảng được này. Đúng chưa? Ở đây cũng có thể sử dụng bảng được này. Đúng không? Nhưng cái gì liên quan đến danh sách thì đều là bảng hết. Đây, các bạn sẽ thấy, ủa cái này nó viết bằng deep rồi, sorry các bạn, cái này nó viết bằng deep. Đây tôi sẽ vào trong phần người dùng. Đây thì các chắc là cái này viết bằng table đấy. Ô, con này viết deep hết à? Deep thì nó với responsive được.
để coi nào. 2 update linking. Ô nó viên deep hết. Thánh luôn. Thôi rồi. Thì để tôi sẽ, nhưng mà thực ra là đa phần mọi người là dùng ấy đấy. Là dùng thẻ table đấy, chứ mấy không mấy thằng hâm hâm dùng thẻ deep như thằng này đâu. Thì đây này, chúng ta sẽ thấy là những cái danh sách dạng bảng như này, những cái dạng danh sách như này thì hầu hết là người ta sử dụng là table. Được chưa? Cho nó nhanh. Đó. Đấy là về phần, đặc biệt là trong phần quản trị thì dùng cực kỳ nhiều thẻ table. Tiếp theo là chúng ta xong được ba loại đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang loại thẻ thứ tư, là loại thẻ về hyperlink. Hyperlink là thẻ siêu liên kết. Thế nào gọi là hyperlink? Thì chúng ta nhìn đến cái quyển sách đúng không? Ví dụ đây tôi có quyển sách này, chẳng ví dụ đây coi như là quyển sách đi, đúng chưa? Thì ví dụ như tôi có một cái mục lục ở ban đầu ấy, nó sẽ ghi là một cái chương nào ở trang bao nhiêu đúng không? Thì nếu mà sách điện tử thì các bạn sẽ thấy là khi mà con bấm vào cái chương đấy thì nó tự động nó nhảy sang cái chương đấy luôn, chứ không phải dò giống như sách thường đúng không? Thì ở đây cái hyperlink ấy chẳng qua là nhảy sang một cái trang HTML khác, chúng nó có liên kết với nhau, có thế thôi. Ví dụ như sau, ở đây chúng ta sẽ đang có là tôi sẽ tạo ra thêm một cái file nữa là file hyperlink.html, được chưa? Tôi sẽ có ở đây một cái thẻ A này là thẻ hyperlink này, thì tôi sẽ ở giữa này chữ A này tôi viết là nhảy sang trang table, được chưa? Thì ở đây href tôi để là table.html, nó cũng là cái đường dẫn, chúng ta có thể viết đường dẫn tương đối vào đây cũng được, không sao hết. Thì chúng ta sẽ thấy là sau khi tôi viết như thế này thì kết quả nó sẽ ra như này. Các bạn thấy nó có cái gạch chân này không? Đúng không? Nhìn thấy ở góc dưới này không? Đây là file đích. Khi mà tôi bấm vào đây thì cái trình duyệt nó sẽ chuyển thành file đích luôn. Các bạn xem nhá. Bấm này. Đúng chưa? Các bạn sẽ thấy đường dẫn nó thay đổi. Đây, lúc vừa rồi là hyperlink.html đúng không? Bây giờ tôi bấm vào đây thì nó sang là table. Khác thì chúng ta dở sách đâu, đúng chưa? Thì ở đây chúng ta có cái thẻ hyperlink là thẻ giúp chúng ta luân chuyển giữa các cái file HTML khác nhau với nhau, được chưa? Hiểu không? Thì tiếp theo, nếu trong trường hợp chúng ta muốn back lại cái trang link này chẳng hạn, ví dụ như table ở dưới chân này, tôi sẽ viết là hyperlink.html lại nhảy sang trang hyperlink, hoặc là nhảy sang trang index.html. Đây, chúng ta thấy nhảy sang trang hyperlink hoặc nhảy sang trang index. Nếu tôi bấm vào trang index này, được chưa? Hoặc là tôi bấm vào trang hyperlink, được chưa nhỉ? Chúng ta có thể tạo liên kết giữa các trang trong cái thư mục của chúng ta đến với nhau thoải mái, hoặc tạo liên kết ra ngoài cũng được. Ví dụ ở trong file hyperlink này thì tôi sẽ tạo ra một cái thẻ A có cái address là http://google.com, đây là sang Google. Đây, sang trang hyperlink. Các bạn thấy sang Google không? Đường dẫn ở dưới chân là google.com, đúng chưa? Bấm vào Google chưa? Được chưa? Thì ở trong cái thẻ hyperlink của chúng ta thì bản chất nó là thẻ A. Thẻ này là một thẻ chứa chữ, được chưa? Quy định về text. Tuy nhiên tác dụng chính của nó lại thuộc về cái thuộc tính href này. Href này là tức là nó sẽ link đến cái file nào, được chưa? Nó sẽ thay đổi đường dẫn của cái trình duyệt và nó sẽ hiển thị nội dung của cái đường dẫn mà chúng ta quy định ở đây. Xong chưa? Đấy là thẻ hyperlink nha. Các bạn làm thử đi xem có được không?
Được chưa? Ngoài ra cái này ở đây nó còn một trò nữa như này. Ví dụ các bạn sẽ thấy là ở Google nhiều khi các bạn sẽ thấy là vào website ví dụ như này. Trang này cũng là trang vừa code xong. Đâu vậy? Cái lâu nhỉ? Đây à? Ờ, đây. Ví dụ như này. Các bạn sẽ thấy là nếu mà tôi bấm vào đây, các bạn sẽ thấy nó nhìn thấy ở góc dưới kìa, nó cũng là thẻ A đúng không? Đúng chưa? Tôi bấm vào nha, bấm nha. Thấy gì? Trang cũ vẫn còn. Trang mới được mở ra nhưng mà ở một cái tab bên cạnh. Thấy không? Thế vậy làm nào để làm được cái trò này? Đơn giản thôi, chúng ta có thêm là cái thuộc tính là target. Được chưa? Gạch dưới blank. Được chưa? Rồi chúng ta thử. Đây, reload này. Bấm nó sang Google đúng không? Bên tôi vừa sửa trong này mà. Bấm đây một cái, bấm vào. Thấy chưa? Trang cũ vẫn còn nguyên. Nó bật sang một cái tab mới và mở cái trang mới ra. Được chưa? Thuộc tính target giá trị là blank. Được chưa? Đấy là cái những cái gì mà cần chúng ta cần chú ý về cái thẻ hyperlink này. Được chưa? Đấy. Thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Chúng ta tổng hợp lại là ngày hôm nay chúng ta học được là thẻ các thẻ về media, thẻ IMG đường dẫn tương đối, đường dẫn tuyệt đối, audio, video, đúng không? Trong đấy nó có các thuộc tính như là auto play, loop và control, thẻ sườn nữa, đúng chưa? Ngoài ra chúng ta tiếp theo chúng ta học về table thì bao gồm là thẻ table, thẻ tr để quy định về dòng, thẻ td để quy định về cell nằm trong dòng, thẻ th, thẻ th, tbody và tfoot, full span, row span. Ngoài ra chúng ta học thêm cái cuối cùng đó là thẻ hyperlink này nữa. Thì đấy là chúng ta học được 4 thẻ rồi. Tôi chẳng nhớ là 4 hay 5 đâu, 4 loại thẻ rồi. Thì chúng ta còn những loại thẻ tiếp theo là thẻ về form hay còn gọi là biểu mẫu, thẻ về vùng chọn, vùng chọn nữa, đấy đấy như thẻ danh sách chúng ta học rồi đấy. Còn hai loại này nữa thì cố gắng trong buổi sau thì chúng ta sẽ kết thúc nó, và sau buổi sau nữa tức là có thể là sang tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục. À, hôm nay thứ 6 bố rồi đúng không? Vậy sang tuần sau chúng ta thứ hai chúng ta kết thúc cái này, và đến thứ tư chúng ta bắt đầu sang JavaScript. Chúng ta sẽ học về JavaScript, là bắt đầu học về việc là tính toán cộng trừ nhân chia rồi các cái xử lý trên màn hình đúng không? Được chưa? Còn bài tập về nhà ngày hôm nay sẽ như sau. Chúng ta vào. Đây.